Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mua bán người hoạt động, Công an huyện Bình Liêu đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân các xã, thành lập nhiều tổ công tác xuống từng thôn bản, tuyên truyền cho người dân về các thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Đặc biệt là các thủ đoạn mới như sử dụng mạng xã hội làm quen, hẹn hò, mời qua biên giới làm việc nhẹ lương cao. Truyền tải cho bà con những thông điệp bằng hình ảnh này, bằng clip này, thậm chí là bằng những cái thông tin liên quan trên mạng xã hội và những cái thông tin chính thống của cơ quan chức năng về các hành vi phạm tội mới của những loại tội phạm liên quan biên giới. Tội phạm buôn người thường câu kết với các đối tượng trong nội địa ở khu vực biên giới và đối tượng ở nước ngoài. Trong đó, Bình Liêu được nhận định là một trong những địa bàn trung chuyển. Đầu năm 2021, được sự hỗ trợ của nhân dân, Công an huyện Bình Liêu đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 2 vụ sử dụng địa bàn huyện Bình Liêu để trung chuyển mua bán người. Trong đó có một vụ nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi. Các đối tượng mà đưa nạn nhân mua bán sang, nhưng mà khi đến địa bàn Bình Liêu là đã bị phát hiện ngăn chặn ngay. Cũng đây là cũng thể hiện cái ý thức của nhân dân rất cao trong tố giác và đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Người ta đã nhận diện được cái loại tội phạm này. Với nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo. Nhiều năm nay, huyện Bình Liêu không có nạn nhân và các đối tượng phạm tội mua bán người là cư dân địa phương.